Nhà sàn Tây Nguyên xin chúc các cô, các bác, các bạn một buổi sáng đầy năng lượng. Hiện tại là 7 giờ sáng. Ánh sáng tự nhiên xuyên qua cánh cửa của nhà sàn Tây Nguyên để chiếu vào những viên đá. Đây là những ánh sáng tự nhiên và những viên đá tự nhiên đầy năng lượng. Không đá tự nhiên không xử lý, còn nguyên các vết nứt phèn. Mỗi viên đá là một thế giới. Những viên đá thành hồng dưới ánh nắng bình minh. Đây là đá thành trắng tinh thể tự nhiên. Đây là đá thành trắng. Và đây là viên xám khói, thạch anh ám khói của Việt Nam mình. Đây là thành tóc tự nhiên của Việt Nam. Thành tinh thể. Thành trắng của Việt Nam. Một buổi sáng bình minh. Qua cầu thanh trắng Việt Nam và những viên phớt hồng. Mời các bạn ghé thăm nhà sàn Tây Nguyên để ngắm những viên đá tự nhiên. Nhà sàn Tây Nguyên chúc các bạn một ngày làm việc đầy vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.